cho hàm số C y bằng 1 phần x, m có hoành độ chính là x nha các bạn, x bằng 2 trừ căn 3. Có biết phương trình tiếp tuyến nè, vậy bước đầu tiên các bạn phải tìm phương trình tiếp tuyến tại m, cắt lần lượt ox, oy tại a và b, tính diện tích tam giác oab. Vậy tam giác aob chắc chắn là tam giác vuông tại o, ok chưa? Rồi thì do tiếp tuyến tại m có tọa độ là 2 trừ 3 y thuộc vào c, thì các bạn sẽ thế vào y bằng 1 phần 2 trừ 3. Rồi các bạn nhân lượng đi hiệp, nhân lượng liên hiệp bằng 2 cộng căn 3. Vậy suy ra điểm M có tọa độ 2 trừ căn 3, 2 cộng căn 3. Sau đó các bạn tính y phẩy của C các bạn, y phẩy của C đó, vậy ra là trừ 1 phần x bình. Suy ra y phẩy tại 2 trừ 3x bằng bao nhiêu ạ? Ra là trừ 1 phần 2 trừ căn 3 tất cả bình bằng thì sẽ bằng bao nhiêu ạ? Trừ 1 phần, các bạn làm lẹ luôn nha các bạn, sẽ ra là 2 3 4 7 7 trừ 4 căn 3. Sau đó các bạn nhân lượng liên hiệp sẽ bằng là trừ 7 trừ 4 căn 3. Ở dưới là 49 trừ cho 48 ra 1. Rồi vậy mình đã có, đây chính là hệ số góc nè, hệ số góc. Rồi vậy phương trình tiếp tuyến tại M có tọa độ 2 trừ căn 3, 2 cộng căn 3 sẽ có công thức y bằng f phải x0, x trừ x0 cộng y0. Vậy y sẽ bằng thế vào đây. Đây hệ số góc nè, trừ 7 trừ 4 căn 3 tất cả nhân cho x trừ cho đây, x đây trừ là trừ hình trừ cộng căn 3 đảo ngoặc, rồi cộng 2 cộng căn 3. Ok chưa? Ok. Rồi tiếp theo đây là phương trình tiếp tuyến nè. Được chưa? Phương trình tiếp tuyến mình đặt là chữ D đi. Rồi do A thuộc OX nên suy ra điểm A sẽ có tọa độ khúc OX thì y bằng 0, vậy là x a 0. Được chưa? Cũng thuộc vào D. Vậy suy ra ta thế vô, vậy ta sẽ thế vào nè. Ta thế vào vậy là y thế bằng 0 nè, 0 bằng trừ 7 trừ 4 căn 3 tất cả bình nhân x trừ 2 cộng căn 3 cộng 2 cộng căn 3. Rồi tới đây mình giải ra tìm xa. Ok chưa? Tương tự điểm B thuộc vào OY, vậy suy ra B sẽ có tọa độ là 0 y B thuộc D luôn. Vậy tương đương y B sẽ bằng trừ 7 trừ 4 căn 3 cái 0 trừ 2 cộng căn 3 cộng 2 cộng căn 3. Từ đây mình tìm ra được y B. Vậy mình sẽ có điểm A, được chưa? Và điểm B, còn điểm A và điểm B thì từ đó mình tính được vector OA cũng chính là tọa độ của điểm A, và tính được vector OB cũng chính là tọa độ của điểm B. Sau đó các bạn tính độ lớn OA, tính độ lớn OB.
chín độ lớn O.